ngày 10 tháng 8, trong không gian ấm cúng của trung tâm hội nghị Adora Luxury, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi dạ tiệc hoàng kim kỷ niệm 25 năm ca hát của ca sĩ, diễn viên điện ảnh MC Nguyên Vũ. Buổi tiệc đón chào nhiều khách mời là doanh nhân, đối tác, bạn bè của ca sĩ Nguyên Vũ đến chúc mừng và chung vui với anh. Đặc biệt, có sự hiện diện của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, danh ca Alice Phương, Họa My, Ngọc Sơn, doanh nhân Lý Nhã Kỳ, cùng đông đảo ca sĩ, diễn viên, người mẫu như Á hậu Trương Thị Mai. Với sự dẫn dắt chương trình của hai MC Anh Quân và Thanh Giang, dạ tiệc được mở đầu bằng một clip ghi lại hình ảnh của Nguyên Vũ qua 25 năm trong nghề, cũng như những lời tâm sự buồn vui của anh về nghề nghiệp. Để thay cho lời cảm ơn, ca sĩ Nguyên Vũ đã có những màn biểu diễn đặc biệt dành tặng cho khách mời với các ca khúc như Một Mình Anh, Giọt Nắng Bên Thềm, Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non, Chuyện Tình La Lan, Túp Lều Lý Tưởng. Đặc biệt, danh ca Eris Phương đã lên sân khấu chúc mừng Nguyên Vũ bằng ca khúc nhạc Pháp mang đậm dấu ấn của anh Capri CS Fini. Cùng với đó là tấm thân nhỏ bé Ngọc Sơn song ca cùng Nguyên Vũ Đêm Buồn Phố Thị do chính anh sáng tác. Danh ca Họa My cũng không ngại đường xa đến chung vui và cùng đàn em hát Nếu Hai Đứa Mình Thật Hòa Quyện. Cũng trong dạ tiệc hoàng kim kỷ niệm 25 ca hát này, chủ nhân đêm tiệc đã giới thiệu album mới Nguyên Vũ và danh ca Dấu Ấn Vàng Son gồm 12 ca khúc mà anh hân hạnh được song ca cùng các thần tượng của mình. Xen lẫn với những màn đơn ca song ca thật tuyệt vời, không thể không nhắc đến màn trình diễn bộ sưu tập áo dài Black and White thuộc thương hiệu ACB của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ cùng bộ trang sức lung linh của thương hiệu ngọc trai Hoàng Gia Bơn. Hay bộ sưu tập Color of Thread bằng nghệ thuật theo tay thủ công với sự đính kết độc đáo của những viên pha lê cao cấp. Tại buổi tiệc, gây xúc động nhất với tất cả mọi người là khoảnh khắc Nguyên Vũ mời mẹ mình lên sân khấu để bày tỏ sự biết ơn đấng sinh thành. Tuy đã ngoài 70, nhưng trông bà vẫn khỏe và rất đẹp lão. Nguyên Vũ còn kể lại hơn 25 năm trước, anh từng cãi lời mẹ, giấu quần áo vào cặp để lén đi hát. Ngoài ra, ở cuối đêm tiệc, bộ trang sức đã được đấu giá thành công với giá 400 triệu đồng để làm kinh phí cho chuyến từ thiện đến các đồng bào vừa trải qua cơn bão lũ tại miền Trung.